Nãy giờ đi giăng lưới các bạn, luôn có lội thêm. Nước sâu quá trời, chút xíu rồi mai cái mình đẩy xuồng vô mà. Đẩy xuồng vô cái. Rồi, nước sáng này cũng sâu quá trời này. Quá trời láng luôn. Thì đáng lẽ là xuồng đẩy vô được rồi đó bạn. Lô ướt áo quá luôn. Chiều đây mình đẩy xuồng vô bạn, để dân thăm lưới nha. Lưới này hả, mình dân với xong lần rồi. Không quên làm đầu lưới. Quên làm đầu lưới và kiếm độc không ra luôn. Rồi các bạn, thì bên này sẽ đi thăm lưới nha các bạn. Thì thăm lưới đêm nha. Lưới mình giăng nói chung là ngày qua cá quá trời mà chết các bạn. Qua nhà mình mẹ mình thăm là nó chết hết trơn. Hôm nay sáng mình chưa dời lưới, mình nghĩ là cá nè, không có nhiều rồi cái xuồng nước không luôn. Xuồng nước không. Cá chết. Lua. Lô. Lô 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 lô. Anh sồi rồi con. Anh sồi. Con tát nước xuồng đi luôn, xuồng nước không. Giờ đêm các bạn, giờ 8 giờ mấy á. Nước này nó cũng kém bớt rồi. Thì mình quay bằng cái con Samsung S24 Ultra các bạn. Nói chung là thấy nó cũng đẹp á, bằng đêm quay khá đẹp. Cái xuồng nước không. Chuột nó kêu bạn, bằng đêm này đi săn chuột. Nước tây mùa lũ thì sắp sửa lên các bạn, nó sắp sửa lên thôi chứ có nói chung là tầm hôm nay đầu tháng 9, tầm giữa tháng 9, rằm tháng 9 với 30 tháng 9 là nó cao nhất. Cá chết thích rồi sình các bạn. Cái sặc, cá này cái sặc. Cá này cái sình. Sẽ dính đầu trưa rồi gì á. Mẹ giờ thăm không thấy nè. Thôi còn cá giờ dính. Cá rô biển, cá này cá rô biển nha. Dính cái kiểu mà tập lum thì khó gỡ lắm. Thường thường bữa đầu tiên á, dăng dính mới nhiều.
Còn cái bữa thứ hai là muốn bớt cá mua nhiều. Cua đó nè, nhưng cái sạc sấy luôn dính lại rồi kìa. Nó bị đóng rong quá. Còn cá là cá chốt nè. Cá chốt két gì các bạn. Cá gì cá là cá chốt các bạn. Cá chốt thì nói chung là cá chốt thì nó bao bao ngon rồi. Dạ, trời ơi, trời trời. Cá chốt gỡ là trước khi mắc là bẻ ngành nó trước. Hơn là nó chưa đâm vô mà cũng nhức lắm các bạn. Chạy máu thuốc ở kia bạn, nó sắp hết rồi đó. Cá thì cá rô nha, cá rô mà nó chết. Cá thì cá sặc. Cái này cá rô biển. Cái này cá sặc, đa số cá sặc nhiều các bạn. Nhẹ bạn, cái sạc này.
lưới này lỗ có phần 8 các bạn, phần 8. 3 phần 6 là nói chung là 3 phần 6. Hết rồi, tới cây đó hết rồi. Rồi rách lưới. Con cá chạy. Đa số cá rô biển nhiều các bạn. Rồi thôi để mình gỡ thôi các bạn. Rồi thôi để mình gỡ mấy con cá này các bạn. Rồi các bạn. Rồi mấy con cá này là có cá rô biển là nhiều các bạn, đa số là cá rô biển. Mấy năm trước cá rô nhiều lắm các bạn, giờ năm nay đê rồi rồi, thế rồi nó sẽ chạy sảy luôn rồi. Cái này vô muối chiên ăn chứ không có gì làm gì để ăn được hết. Đây, cá rô biển bự. Cái lưới ba màng này nó quấn lắm các bạn. Chết sạch. Đa số giờ thấy đây toàn có rô biển là nhiều. Dạ dạ dạ. Rồi thôi mình đi vô các bạn, mình đi vô nha. Thôi mình đi về các bạn. Nói chung là hôm nay nãy tôi cũng dâm được một mớ cá các bạn, cũng một mớ đó đó. Đó các bạn, thì đi với chó lưu nè. Nó ngồi ở đây. Thì thấy ăn thấy xe xa xa không? Thì đây là miền Tây các bạn, miền Tây mùa này thì nước chuẩn bị lên thôi à. Lưới đã giăng các bạn, lưới giăng á. Thì nhà mình tuốt trong đó nha. Mũi khủng khiếp luôn á. Thôi để mình vô các bạn, thì có được mớ cá đó các bạn. Đó các bạn.